Sau khi Diêm Vương mà tác bạch xong thì lúc bấy giờ có một vị quỷ vương tên là Ác Độc Quỷ Vương, liền từ chỗ ngồi cung kính đứng dậy chắp tay mà bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, các quỷ vương chúng con ở cõi Diêm Phù Đề số đông nhiều vô lượng. Đó. Một vị quỷ vương tên là Ác Độc, sau khi mà nghe Đức Phật trả lời Diêm La Vương thì một vị quỷ vương có tên là Ác Độc. Vì sao lại gọi là ác độc? Vị này á, vì muốn cảnh tỉnh cho chúng sinh. Chúng ta thấy đó, Ác Độc Quỷ Vương ở đây chính là muốn cảnh tỉnh cho chúng sinh. Thấy chúng sinh á, ở trong cõi nhân gian này làm nhiều việc ác quá mà không phản tỉnh, họ không biết sợ sệt, họ cho rằng á, không có nhân quả thiện ác báo ứng gì cả. Người làm ác mà có đầu óc á, thì vẫn cứ giàu có, vẫn cứ thọ mạng, vẫn cứ sung sướng an nhàn như thường. Còn người mà làm thiện á, mà không có đầu óc kinh doanh tính toán á, thì vẫn nghèo hèn, vẫn bệnh tật, vẫn chết chóc, vân vân. Cho nên á, vì vậy á, mà phải có gì ạ? Phải có một vị quỷ vương chủ về cái sự này. Cái sự này là sự gì? Sự này tức là khiến cho chúng sinh nó phải bị bệnh tật, nó phải bị ốm đau, nó phải bị chết chóc, nó phải bị chia lìa, nó phải bị đau khổ. Chính là để cảnh tỉnh cho nó biết đấy, răn dạy cho nó đấy, để nó biết đấy. Như ở thế gian chúng ta gọi là dùng pháp luật để cai trị lòng người đó, để giáo hóa người dân đó. Nếu không có pháp luật đó, thì những kẻ ác, những kẻ đầu bò đầu biếu á, nó vác dao vác súng, nó đi ra ngoài chợ, ra ngoài đường, gặp nhà ai nó cũng vào, nó gì dí súng dí dao vào cổ, nó cướp bóc hoặc nó chém giết á, thế như vậy là loạn rồi còn gì nữa. Cho nên phải có pháp luật. Mà pháp luật á, thì người thực thi pháp luật chính là có những cơ quan chuyên ngành chuyên trách của quốc gia đó, nhà nước đó thành lập nên và để quản lý điều hành cái vấn đề đó. Như Việt Nam chúng ta như là Bộ Công an, như là Tòa án, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở dưới Quay Âm thì cũng có những vị đó, cụ thể như là Ác Độc Quỷ Vương này. Sau khi mà Diêm La Vương bạch Phật, Phật trả lời Diêm La Vương xong, Ác Độc Quỷ Vương do được nương nhờ vào thần lực của Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát, do cái nhân tu việc thiện ở đời trước, cho nên trong pháp hội này cũng được đến tham dự pháp hội Đức Phật Thuyết Kinh Địa Tạng ở tại nội viện cung trời Đao Lợi, tại diệu pháp đường của cung trời Đao Lợi. Và bây giờ quỷ vương Ác Độc bạch với Đức Phật rằng á, các quỷ vương chúng con ở cõi Diêm Phù Đề nhiều đến số vô lượng, tức là nhiều lắm, không thể tính đếm hết được. Nhiều như vậy thì ai làm người làm chủ? Thì Ác Độc Quỷ Vương này là người dẫn dắt tất cả các loại quỷ vương đó. Hay nói như ở xã hội người ta hay nói nôm na cho dễ hiểu được, Ác Độc Quỷ Vương đây chính là một vị đại ca. Chúng ta biết đại ca gọi là gì không? Tức là chỉ cho xã hội đen đó mà. Ở ngoài đời gọi xã hội đen hay là thế giới ngầm á, thì cái người cao nhất thì họ thường là gọi là đại ca. Thì ở đây trong tất cả các vị quỷ vương có mặt ở trong cái pháp hội Đức Phật Thuyết Kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi, có vô lượng các vị quỷ vương, thì cái vị dẫn đầu của các vị quỷ vương mà chuyên hay làm việc ác để dùng các phương tiện ác để cảnh tỉnh cho chúng sinh á, thì vị quỷ vương là Ác Độc Quỷ Vương là chúa của các loài quỷ này. Loại nôm na chúng ta dễ hiểu hay còn gọi là đại ca cho các loại quỷ này nhiều đến vô lượng. Rồi á, Ác Độc Quỷ Vương nói đó,
các loài quỷ vương của chúng con rất nhiều, hoặc có loài quỷ chỉ thích làm việc thiện để giúp đời. Đấy. Có những quỷ vương chỉ thích làm việc thiện giúp đời, chỉ thích làm việc thiện giúp đời thôi. Vì sao mà chỉ thích làm việc thiện giúp đời? Quỷ nhưng mà lại làm việc thiện giúp đời, không làm một chút việc ác nào. Vì chúng ta biết quỷ cũng có gì? Có quỷ họ tu Phật, quỷ cũng có những quỷ gì? Họ muốn mong thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Cái lòng từ bi của quỷ á, mà những vị quỷ vương như thế này họ chẳng kém gì loài người chúng ta. Loài người chúng ta không biết mà, người cũng có người, người thiện cũng có người ác. Có những người sinh ra đã biết hướng tới cái thiện rồi, lớn lên cho đến trưởng thành nhắm mắt xuôi tay không bao giờ nghĩ tới việc ác, không bao giờ nói những lời ác và không bao giờ hành động những hành động ác. Ngược lại, cũng có những con người từ khi sinh ra đã bắt đầu ác, lọt lòng mẹ nó đã ác, lớn lên một chút nó lại càng ác hơn, trưởng thành thì nó lại càng gì ác hơn nữa, ác cho đến khi nhắm mắt xuôi tay nó vẫn cứ ác. Cho nên ở đây ác độc quỷ vương mới bạch với Đức Phật rằng á, họ hàng nhà quỷ vương, nhà quỷ của chúng con có rất nhiều, có những loài hoặc có những vị quỷ á, thì chỉ thích làm việc thiện để giúp đời thôi. Nhưng á, hoặc cũng có loại quỷ chuyên làm ác hại người. Quỷ vương vô độc nói cũng có loại quỷ chuyên làm ác hại người. Có những con quỷ á, chuyên làm ác hại người. Thế nào gọi là quỷ làm ác hại người? Những hạng này là chúng ta phải tránh xa nó. Vì sao phải tránh xa? Đức Khổng Tử là cái người sáng lập ra đạo Nho ở Trung Quốc á. Ở trong kinh lễ á, ngài nói là gì? Kính quỷ thần nhi viễn chi. Đó, kính quỷ thần nhi viễn chi. Tức là đối với quỷ thần á phải cung kính. Nhưng mà phải lánh xa họ. Cung kính nhưng mà lánh xa họ. Kính quỷ thần nhi viễn chi. Tức là đối với quỷ thần phải cung kính nhưng mà phải lánh xa họ. Vì sao phải lánh xa họ? Vì á, quan niệm của người xưa cũng như người nay chúng ta thấy không có sai. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần những bậc thiện tri thức thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành con người lương thiện, trí tuệ. Gặp con người ngu si đần độn và độc ác thì dần dần chúng ta cũng sẽ nhiễm cái tập khí độc ác, ngu si và đần độn của họ mà thôi. Cho nên các cụ ngày xưa mới mượn cái câu ca dao tục ngữ nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như thế. Cho nên Khổng Tử dạy các hàng đệ tử của mình và dạy cho khắp những người ở nhân gian nói là đối với quỷ thần cung kính nhưng đừng có gần gũi. Tất nhiên ở đây là gì? Đối với quỷ thần đây là quỷ thần ác, gọi là những ác quỷ thần. Nhưng mà bây giờ thế gian chúng ta thấy do vô minh, do nghiệp chướng, do si mê, do chấp ngã, chấp ái, cho nên là chúng ta không nhận ra được đâu là chính và đâu là tà. Vì sao? Vì chính con người ta cũng gì? Cũng ham thích làm những việc ác rồi. Thích sát hại chúng sinh, thích ăn thịt uống huyết chúng sinh, nuôi thân mạng của mình trên tính mạng của các loài chúng sinh nhỏ bé khác, thậm chí là những loài chúng sinh to lớn hơn. Cả đời nó cống hiến công lao sức lực của nó cho chúng ta như con trâu, con bò, là những loài vật rất thân tình với chúng ta. Ngày xưa con trâu con bò là cái sức kéo chính của người nông dân, đem lại chính bát cơm manh áo cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta cảm thấy không lợi dụng được nó nữa, hoặc là có một việc gì đó cần dùng vào hơn, chúng ta sẵn sàng đem bán nó, đem giết nó để lấy thịt để ăn. Vì vậy mà Đức Phật á, dạy chúng ta ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận là phải hướng con người ta đến cái sự toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Sống là phải biết
yêu thương đồng loại, yêu thương các loại chúng sinh như yêu thương chính bản thân mình, coi mạng sống của họ cũng như mạng sống của mình. Chúng ta làm được như thế thì chắc chắn trên đời này không có các vị ác độc quỷ vương xuất hiện. Ở xã hội không còn có lao tù ngục, ngục tối. Cho nên ở đây thì chúng ta mới thấy rằng vì sao mà có các loài quỷ ác chuyên làm các việc ác. Vì con người của chúng ta, chính con người của chúng ta tạo lên những loài quỷ ác đó. Vì sao mà chúng tôi nói là chính con người tạo lên loài quỷ ác? Vì con người chúng ta khi còn sống ở đời, chúng ta ác, sát sinh hại vật, giết chóc đồng loại, rồi giết chóc các loài sinh linh nhỏ bé và yếu thế hơn chúng ta. Cho nên sau khi nó chết, nó thù oán chúng ta, nó kỳ oán chúng ta. Trước khi nó chết, thần thức của nó không được hoan hỷ, không được vui vẻ. Cho nên sau 49 ngày nó không thoát hóa đầu thai làm người, làm trời được. Vì vậy mà nó ở trong thế giới tâm linh quỷ thần đó. Mà làm quỷ thì nó gì? Nó đi tìm chúng ta để báo thù, đi tìm chúng ta để đòi nợ. Trong kinh Phật gọi là oan gia trái chủ đó. Đấy, oan gia trái chủ ở đâu? Chính quỷ thần đó. Vì sao thỉnh thoảng lại có nhiều người điên điên khùng khùng chạy đến chùa? Vì đời trước sát sinh hại vật nhiều vậy. Vì sao mà cầu cúng chứa mãi không khỏi? Vì tạo vô lượng tội ác ở đời trước vậy. Vì sao đến tôi bảo tôi làm lễ mà tôi chưa làm cho, hoặc tôi không làm cho? Có những trường hợp tôi không bao giờ lễ cho. Vì tôi biết rằng cái trường hợp này ở đời trước tạo vô lượng tội ác. Phật cũng không độ được thì huống chi là tôi. Bảo họ làm thiện thì họ không muốn, họ cứ bảo làm sao đó, thầy làm cho một cái lễ mà cho họ phải khỏi luôn được. Tôi bảo tôi bó tay. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bó tay, A Di Đà Phật cũng bó tay, và Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng bó tay, huống chi là tôi. Vì sao? Vì nghiệp tự họ gây lên thì phải tự họ, họ phải cởi bỏ cái nghiệp đó, họ phải ăn năn hối cải, họ phải phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện thì cái nghiệp đó nó mới tiêu được. Nhưng mà họ làm những việc đó thì họ lắc đầu ngay ngoài, bảo là thời gian không có, tuổi còn trẻ, đọc kinh thì ngại, thời gian thì bận, không thể đọc kinh được, không thể tu việc thiện được. Vậy thì chịu rồi. Đến Thích Ca Mâu Ni Phật có dùng 100.000 hóa thân đến thì cũng chịu rồi, không thể dạy bảo, không thể giáo hóa được người đó. Cho nên bảo tôi làm lễ thì tôi cũng chịu luôn. Vì có lễ thì tôi biết là có lễ cũng không khỏi. Mà tôi mà lễ cho mà không khỏi thì cái niềm tin vào Phật Pháp của họ lại càng mất đi. Các quý vị càng mất đi. Họ nghĩ rằng gì? Nghe mọi người nói rằng sư phụ của chùa Khai Nguyên giỏi lắm. Vậy mà đến sư phụ lễ cho vẫn không khỏi. Họ nghe nói rằng Phật Pháp là màu nhiệm lắm, linh thiêng lắm, màu nhiệm lắm, cầu được ước thấy. Tại sao bây giờ họ cầu mãi mà không được như ý? Cho nên không chỉ họ coi thường ông sư ở chùa Khai Nguyên, các sư ở chùa Khai Nguyên, mà thậm chí còn coi thường cả Phật, cả Bồ Tát nữa, nói rằng Phật không linh, Bồ Tát không thiêng. Phật, Bồ Tát không có một năng lực gì để giải trừ nghiệp chướng cho chúng sinh cả. Trên thực tế, chúng ta biết là Phật Bồ Tát thì có vô lượng thần lực, vô lượng thần thông, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Nhưng mà Ngài cũng nhìn gì? Nhìn trên phương diện là nhân quả mà hóa độ. Chúng sinh gieo nhân ác ở đời trước thì bây giờ phải thực sự ăn năn hối cải, gieo nhân thiện ở đời này để trả cái nhân xấu ở đời trước. Quả báo ác hiện tiền bây giờ chính là nhân xấu của đời trước chúng ta tạo nên. Sở dĩ bệnh tật, sở dĩ điên khùng, sở dĩ loạn tâm là do đời trước gây vô lượng tội lỗi. Nay phải tự ăn năn sám hối. Những oan gia trái chủ kia họ tha cho mình,
rồi cùng khuyên họ tu tập với mình. Khi mà họ hoan hỉ, họ đồng ý, thì chúng ta từ từ sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi bệnh thôi. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật 100% vừa xảy ra ở tháng trước thôi. Có một bạn sinh viên đang theo học năm 3, năm 4 ở Hà Nội. Vừa qua bạn lên đây tham dự cái pháp hội tháng trước, tức pháp hội tháng 8 á. Bạn lên tham dự pháp hội khóa tu Địa Tụng Kinh Địa Tạng 7 ngày. Vì sao bạn lên? Vì bạn bị một cái căn bệnh là quái ác. Tự nhiên hai cánh tay này, tự nhiên hai cánh tay này nó cứ sần sùi và nó chóc vảy ra. Đau ngứa vô cùng, mùi hôi thối, tanh hôi nồng nặc. Đi khám, đi bệnh viện da liễu khám, các bác sĩ giỏi nhất họ nói rằng cũng không phải là tổ đĩa, không phải là vảy nến, không phải á sừng, vân vân. Cho nên hàng năm nay rồi, các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện da liễu trung ương cũng cho thuốc, khám bệnh cho thuốc cũng không khỏi. Nó chán quá, bệnh tình thì mỗi ngày một nặng. Nó chỉ mọc ở hai tay thôi, thân thể không sao, chỉ có hai tay. Và khi nghe bạn bè nói rằng, nó xem trên mạng và nghe bạn bè nói rằng ở trên chùa Khai Nguyên các quý thầy đang tụng kinh Địa Tạng, mỗi tháng có một tuần để lên đó để tụng kinh, để sám hối xem thế nào. Thế anh ta mới xin nghỉ học và lên chùa tham dự khóa tu kinh Địa Tạng tháng 8 vừa rồi một tuần. Trong một tuần đó thì cái ngày thứ 6, thứ 7 á, nó nghe thầy giảng về cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có thể tiêu trừ nghiệp chướng nếu như đất nhất tâm. Nhất tâm tức là một lòng á, không nghi ngờ, không nghi mình, không nghi kinh và không nghi nghi Phật, không nghi Bồ Tát, không nghi thầy giảng là không đúng. Một lòng một dạ nó chí thành chí kính, nghe pháp tụng kinh. Và đến ngày thứ 7 nó phát nguyện rằng á, nếu cái bệnh ở trên hai cánh tay của nó mà do nghiệp trước, nghiệp chướng ở đời trước nó gieo trồng, nó gây tạo, thì nguyện rằng trong 7 ngày tụng kinh niệm Phật này, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng này, như thầy nói công đức vô lượng, tụng hết một bộ kinh là được sinh lên trời 100 lần ở cõi trời đau lợi và vĩnh viễn không còn đọa đường ác nữa. Nhưng nó phát nguyện rằng á, nó chưa nhận cái đó. Tất cả những công đức tụng kinh 7 ngày này nó không nhận được sinh lên trời, không được sinh cái gì cả. Nó chỉ nguyện là bao nhiêu cái tội ác của nó ở đời trước, kiếp trước gieo trồng gây tạo đều là nguyện là đem hồi hướng hết cho những oan gia trái chủ đời trước, kiếp trước của nó gây tạo. Những oan gia trái chủ của nó gây tạo mà đang đau khổ đó được giải thoát hết thì còn bao nhiêu công đức thì nó mới thọ nhận. Và nó nguyện rằng á, nếu mà các oan gia trái chủ mà hoan hỷ, nghiệp chướng được tiêu trừ ấy, thì nguyện cái căn bệnh trên tay của nó dần dần sẽ thuyên giảm, gặp thầy gặp thuốc và sẽ chữa khỏi được cái hai cánh tay của nó. Cậu ta phát nguyện như vậy thì đến hết ngày thứ 7 thì thấy những cái vết thương trên tay là nó thâm thâm lại và nó đỡ đi một chút nhưng mà vẫn chưa khỏi. Rồi hết ngày thứ 7 mọi người ra về thì nó chưa ra về mà cậu ta ở lại để dọn dẹp với các sư, các bác, các cô ở trong chùa. Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó, đến sang ngày thứ 8 cậu ta mới về. Cậu ta về thì cậu ta thấy là cũng đỡ đi một chút. Nhưng mà đến tối ngày thứ 8 nó ngủ. Qua có một đêm các quý vị. Qua một đêm ngủ thì nó không biết là nó đã khỏi bệnh. Sáng sớm hôm sau đi vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Thì khi đó nó mới, khi đánh răng rửa mặt xong nó mới thì sắn cái tay áo lên để nó rửa tay á. Thì nó giật mình, nó không tin vào mắt mình nữa. Sắn cái tay áo lên, tất cả những cái vảy mà nó chóc, những cái vết thương lở loét ở trên tay của nó, qua có một đêm ngủ thôi mà khỏi hết 100%. Mà nó cảm động quá, nó khóc rưng rức ở trong nhà tắm. Và nó phát nguyện rằng á, từ bây giờ trở đi cho đến hơi thở cuối cùng, nó sẽ phát nguyện là gì? Đọc tụng bộ kinh Bồ Tát Địa Tạng này trọn đời.
Và rồi nó phát nguyện là ăn chay từ ngày hôm đó. Một cậu thanh niên, một cậu sinh viên, tuổi trẻ như thế, khi gặp Phật mà được sự gia trì của Phật Pháp, của Bồ Tát Địa Tạng, họ làm được như vậy. Học đạo á, thì cốt là phải ở lòng tinh thành, thành kính. Và chúng ta thấy là cái sự thành kính phải thể hiện bằng hành động thực thụ. Đó là tu tập. Phật Bồ Tát dạy chúng ta thế nào, chúng ta y giáo phụng hành, cứ thế mà làm. Vì sao tôi biết câu chuyện đó? Vì hôm rồi khóa tu sinh viên, vừa rồi cách đây khoảng hơn một tuần, tuần trước, vừa tuần trước thôi, bạn đã nhớ cái công ơn mà Phật Bồ Tát gia trì cho, nhớ công ơn của các sư bảo ban cho tu tập, cho bạn lên tham dự khóa tu, nhưng mà sợ không dám nói với thầy, thầy còn chưa biết mặt. Gặp các sư ở trong chùa, và khi mà khóa tu xong á, bạn ấy kể lại, bạn nói rằng con rất muốn đem cái câu chuyện mầu nhiệm của Phật Pháp, mầu nhiệm của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do thầy dạy, thầy bảo mà con được như thế để nói cho mọi người biết, nhưng mà con sợ thầy lắm, con chưa dám chào thầy, chỉ nhìn thấy thầy từ xa thôi vì con sợ lắm. Rồi nói với các sư ở trong chùa rằng con rất muốn nếu mà có dịp nào đó con kể lại câu chuyện cho các thầy, để các thầy bạch với sư phụ, để sư phụ nói cho mọi người biết, cho đại chúng biết, để mọi người đại chúng có thêm niềm tin. Và tôi nghĩ rằng á, chắc sang tháng tới chúng ta sẽ làm một cái chương trình là Phật Pháp Mầu Nhiệm. Do gì? Do công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thành. Nhiều lắm. Từ khi truyền bá bộ kinh này mấy tháng nay mà rất nhiều những cái câu chuyện vi diệu mầu nhiệm. Có thể tháng tới chúng ta thì thay bằng cái buổi hoàng giảng pháp như thế này thì làm một cái chương trình như là Phật Pháp Mầu Nhiệm như chùa Hoàng Pháp ha. Cũng hay đấy. Không phải là chúng ta gì chúng ta khoe, không phải là chúng ta gì chúng ta khoe là chúng ta tu được cái này, được cái nọ, được cái kia, không. Mà đây là chúng ta muốn lấy cái những cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống này, chúng ta đã khổ đau và đã vượt qua những khổ đau đó như thế nào. Chúng ta trước đây chưa có niềm tin với Phật, chúng ta nghĩ rằng Phật là mê tín dị đoan, Phật chẳng khác gì những vị thần linh ở trên đời cả, cho nên chúng ta không tin. Nhưng khi trong cuộc sống chúng ta gặp một cái chuyện nào đó bất chắc trong cuộc sống, chúng ta khổ đau, bệnh tật, thậm chí điên cuồng, loạn tâm, chúng ta tìm về với Phật, học Phật, chúng ta mới thấy giáo lý của Đức Phật hoàn toàn ngược lại với sự suy nghĩ của chúng ta ngày xưa. Giáo pháp của Đức Phật là một mô hình giáo dục hoàn hảo nhất ở trên thế gian này, dạy cho con người ta biết rõ về đạo lý nhân quả, biết bỏ ác làm lành, lánh dư hành thiện, biết gieo nhân lành thì sẽ tránh được quả báo ác.